Xin chào anh chị em nhà đầu tư, chào mừng anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube về chứng khoán của Công Dũng Đa Phát. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở một bản tin về cuối buổi chiều để nhận định lại phiên giao dịch ngày 9 tháng 1 cũng như đưa ra các kịch bản cho phiên giao dịch ngày mai, ngày 10 tháng 1. Sau đó thì chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích những mã cổ phiếu nổi bật của các nhóm ngành để đánh giá xem giai đoạn này chúng ta có nên mua bán cổ phiếu hay không, hay là những cái động thái của chúng ta là sẽ ngồi quan sát về những cái mã cổ phiếu nó đã tạo phân kỳ âm hai đoạn và nó gặp những cái vùng kháng cự mạnh. Thì trước khi vào bản tin chính thì cũng hy vọng rằng các anh chị sẽ ủng hộ kênh của Công Dũng một like và một phần đăng ký kênh nếu anh chị biết đến kênh của Công Dũng lần đầu. Xin cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất là nhiều. Ngày hôm nay thì mình cũng có nhận định về thị trường, đó là trên đồ thị ngày VN Index đang tích lũy trên MA20 và đang tiếp cận vùng kháng cự mạnh 1060 đến 1080 điểm. Trong ngắn hạn thì vẫn chưa có nhiều kỳ vọng về việc hình thành xu hướng tăng mạnh anh em nhé, bởi vì cái vùng kháng cự này chúng ta nói là vùng kháng cự rất là mạnh, thế nên là cái việc mà dòng tiền yếu của cái giai đoạn sắp nghỉ Tết thì nó rất khó là nó kéo thị trường tăng điểm. Vì thế nên là mình có những cái lời khuyên cho nhà đầu tư đã mua ở những phiên trước thì canh chốt lãi đối với những mã có hai đỉnh MACD ở chặt 1 giờ hoặc đã đạt kỳ vọng. Còn một trường hợp nữa đó là nó lên đến các cái vùng kháng cự. Hầu như các mã cổ phiếu bây giờ nó đang ở vùng kháng cự rồi anh em nhé. Và cái tỷ lệ mà chúng ta có thể kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này mình nghĩ là đâu đó rơi vào khoảng 10% thôi. Nó rất là ít. Chúng ta nếu mà có những cái lượng tiền thì chúng ta hãy để dành các cái sức mua đó. Chúng ta chờ những cái trend, những cái sóng sắp tới để chúng ta mua. Còn hơn là chúng ta mua vào những cái giai đoạn dòng tiền nó ảm đạm như thế này. Đấy. Giai đoạn này nếu mà anh chị có mua ấy, thì chỉ dành cho những nhà đầu tư mạo hiểm, những nhà đầu tư lướt sóng giỏi và anh chị nắm bắt về phân tích kỹ thuật tốt thì anh chị nên mua giai đoạn này, chơi thử những cái mã mà mình đánh giá là có thể tăng được vài phần trăm. Và chúng ta chơi với cái tỷ trọng, đó là tỷ trọng khoảng 20% tài khoản thôi mọi người nhé. Cao nhất là 20% tài khoản thôi. Chứ giai đoạn này không phải là giai đoạn để chúng ta dồn nhiều nguồn lực vào đó để chúng ta đầu tư anh em ạ. Bởi vì là cái dòng tiền sắp đến Tết rồi thì nó sẽ rất là yếu đó, và họ rất là thận trọng. Và các vị thế mua mới chúng ta có thể chờ đợi khi xác nhận tín hiệu tích cực hơn khi thị trường trong tuần này anh em nhé. Nếu mà tuần này có những cái pha điều chỉnh mạnh thì chúng ta có thể chúng ta mua trước Tết, sau đó ra Tết thì chúng ta sẽ có khả năng sẽ có những cái nhịp nó kéo sau Tết. Thì như mình thường thấy trong mọi năm, nếu mà trước Tết nó có những cái đợt sóng kéo ấy, thì sát Tết hoặc là ra Tết nó sẽ có những đợt sóng giảm. Đó, anh em cứ để ý. Nếu mà trước Tết nó có những đợt sóng giảm thì ra Tết khả năng nó sẽ có những cái đợt nó kéo điểm thị trường. Đó, thì đó là những cái để anh em có thể lấy làm kinh nghiệm để chúng ta nhìn về thị trường để chúng ta đầu tư anh em nhé. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là hầu hết ngày hôm nay những cổ phiếu dòng midcap là những cổ phiếu bị lôi ra bán rất là mạnh. Ngày hôm nay tạo lập người ta lại kéo điểm thị trường, kéo bằng những cái nhóm ngân hàng. Và có những cái cổ phiếu như Vietcombank, những cái cổ phiếu Vietcombank. Ngày hôm nay đây, Vietcombank hôm nay là nhân tố mà kéo điểm thị trường rất là mạnh. Thì anh em nhìn chung vào ấy, ngày hôm nay thị trường của chúng ta thì nhìn một cái tổng thể đó là xanh vỏ đỏ lọc anh em nhé. Những con cổ phiếu dầu khí nó có những cái tín hiệu nó tích cực hơn một chút nhưng mà nó cũng không đáng kể nhé. Đối với dòng tiền yếu như hiện tại thì chúng ta thấy là không có mã cổ phiếu nào nó tăng mạnh. Và cái thời điểm mà ngày mai có thể trong những phiên sắp tới thì VN Index của chúng ta sẽ có những cái nhịp mà nó quay trở lại, nó test MA20. Thì khi mà nó test MA20 ở đây thì anh em sẽ biết được là những cổ phiếu nào mà chúng ta có thể kỳ vọng được và chúng ta sẽ lựa chọn được những cổ phiếu đó khi thị trường có những cái yếu tố giảm điểm anh em nhé. Và thị trường ở giai đoạn này thì theo mình nó sẽ tiếp tục là một biên độ tích lũy sideways, có thể có những cái nhịp nó quay xuống, nó test lại đường MA20, bởi vì bây giờ nó đang ở cái điểm cân bằng Kijun, đó là 1041 điểm cộng trừ, nó loanh quanh đó từ 1030. MA20 đang ở 1030 thì cái đoạn mà 1030 đến 1060 này là một cái vùng mà tích lũy sideways của thị trường. Vì thế chúng ta thấy ở đây là thị trường của chúng ta đã có một đỉnh rồi, và nếu có khả năng mà nó tạo thêm một đỉnh nữa ở đây
nó tạo thêm một đỉnh nữa ở đây thì rất có thể là thị trường của chúng ta sẽ vào những cái pha giảm ngắn hạn nhé mọi người nhá. Và nhìn ở đây đồ thị giờ nhá anh em nhá. Đồ thị giờ thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây có một điều, đó là cái vùng cân bằng của đồ thị giờ ấy, đường Kijun nó đang ở 1036, thì mình nghĩ rằng sẽ có những cái nhịp mà nó sẽ quay xuống để nó test lại M20 anh em ạ. Và cái flat May nó đang ở cái vùng đó là 1024 đấy. Phía trước thì cái mây này thì chúng ta không phải là mây phẳng đúng không ạ, và ở chặt ngày thì chúng ta thấy là đằng trước cái mây này nó cũng không phải là mây tăng giá đó, và ở đây chúng ta có thể là chúng ta nhìn những cái khoảnh khoảng phía trước đấy để chúng ta có sự đề phòng đấy. Cái đoạn đầu cái đoạn sau này thì có thể là nó sẽ không xấu như cái đoạn này, không xấu hẳn như đoạn này, nhưng mà nó cũng là có một chút nó tạo đáy và nó vòng lên có thể nó tạo thành hai đỉnh, và VN Index của chúng ta dễ có những cái kịch bản mà nó lên test lại cái vùng đó là vùng 1080 điểm cộng trừ. Nếu mà nói về cái yếu tố mà VN Index nó lên nó test lại vùng 1080 thì nhà tạo lập người ta có thể dùng những cổ phiếu trụ người ta kéo cũng khá là ok, nhưng mà để mà test lên rồi có khả năng nó sẽ phải vào một cái pha điều chỉnh. Vì thế anh em giai đoạn này ấy, chúng ta không nên mua cổ phiếu quá nhiều tỷ trọng nha anh em nhá. Chúng ta chỉ mua một tỷ trọng vừa phải thôi. Chúng ta cần phải có sự xác nhận của dòng tiền của thị trường. Và nếu mà cuối gần Tết ấy mà nó có một đợt kéo thì anh em cũng không nên FOMO quá nhá anh em nhá. Nếu mà có một đợt kéo, anh em nào mà đang có hàng thì anh em canh bán. Còn anh em nào mà chưa có hàng thì chúng ta đừng có FOMO vào những phiên gần sát Tết quá. Đó, rất dễ là chúng ta sẽ dính phải những cái nhịp chỉnh sau khi Tết xong anh em ạ. Còn nếu mà cuối năm nay sẽ có những cái đợt kéo cuối gần Tết Nguyên Đán ấy mà có đợt kéo thì khả năng là đầu năm sau anh em lại có một cái đợt mà sóng tăng nhẹ nhẹ nha anh em nhé. Thì đó là những cái kinh nghiệm của mình và những cái kịch bản mà mình có thể nêu ra để anh em tham khảo. Anh em nào thấy hay và hữu ích thì anh em để lại cho kênh của mình một phần subscribe, một phần đăng ký kênh và một phần like tại video này nhé. Xin cảm ơn mọi người. Anh em nào chưa có người tư vấn hoặc tư vấn không hiệu quả thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo đang chạy ở dưới màn hình để liên hệ với Công Dũng để chúng ta có thể đồng hành với nhau trong năm 2023 này để kiếm lợi nhuận nha anh chị em nhà đầu tư nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích các mã cổ phiếu. Đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngân hàng đi. Nhóm ngân hàng thì chúng ta có BID. BID là một cái cổ phiếu mà nó giữ được cái nền giá rất là lâu ở trên cái vùng kháng cự này mà nó không thể vượt qua được. Ngày hôm nay lại một phiên tăng một phiên giảm. Nói chung là cái giai đoạn này họ điều chỉnh chỉ số rất là thường xuyên. Thế nên là những cái cổ phiếu nó không phản ánh được đúng với cái thực tế của nó. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây BIDV nó đã có một đỉnh rồi, và nếu mà ở đây nó tạo thêm một đỉnh nữa, ở đây tạo thêm một đỉnh nữa như này, đường giá hướng lên, còn MACD thì nó lại đi xuống. Thì anh em có thể thấy là một cái kịch bản nếu mà khi có hai đỉnh phân kỳ âm thì nó rất là xấu, và xấu như thế này thì chúng ta cũng chưa nên tham gia vội những cái cổ phiếu BID nhá. Anh em nào có hàng thì canh nó lên cái vùng này chúng ta chốt lãi thôi. Nếu mà như mình ấy, mình sẽ chốt lãi tất cả cổ phiếu như BID ở trên cái vùng này anh em nhá, không phải bán 50% nữa mà mình sẽ bán hết. Nếu mà nó vượt qua được và nó quay lại test thì mình mới mua lại, hoặc nó tích lũy lại thì mình mới mua lại. Còn hiện tại nhìn như thế này thì mình sẽ không ưu tiên mình cầm nắm cổ phiếu. CTG cũng vậy, CTG vậy. Nếu mà cái trường hợp mà nó lên đây nó vẽ được một cái đỉnh như thế này mà nó đi xuống như này thì anh em cũng nên là anh em bán hết cổ phiếu như CTG đi. Và theo mình ấy, chúng ta sẽ không mua ở cái vùng kháng cự, và chúng ta sẽ quan tâm hơn đến cái việc đó là chúng ta sẽ chốt lời khi cổ phiếu có lợi nhuận mà chúng ta mua được ở vùng dưới thôi. Còn vùng này không phải là vùng để anh em mua nữa nhá anh em nhá. Chúng ta xem chart giờ nào. Chạc giờ thì nó cũng đã có dấu hiệu nó có đỉnh rồi, thế nên là anh em cũng nên hết sức cẩn thận khi anh em cầm cổ phiếu này mà anh em không bán nhá. Như mình thì mình cũng sẽ chốt hết cổ phiếu này. EIB hôm nay lên gặp cái flat mây Ichimoku ở đây, thì gặp flat mây hồng ở đây thì nó cũng là có yếu tố bị bán ngược lại, nhưng mà con này thì đang xu hướng tăng thì mình nghĩ rằng nó sẽ có những cái nhịp mà nó tích lũy lại ở trên này nhá. Nó tích lũy lại ở trên này thì có khả năng nó sẽ bật tăng qua cái flat này rồi sau đó nó mới quay trở lại đó. Thì những cái mã này chúng ta sẽ cũng sẽ đánh ngắn thôi, bởi vì là cái giai đoạn này cũng cái nhìn cái mây này mình cũng không thấy đẹp nhá. Thực sự là nhìn cái mây này nếu đánh ngắn có lợi nhuận thì chúng ta nên chốt lời, còn nhìn mây này mình cũng không thấy đẹp lắm đâu.
HD Bank ngày hôm nay đã lấy được là MA20 rồi. Tuy nhiên là chúng ta thấy ở đây có một cái vùng kháng cự của nó nhá. Vùng kháng cự mình đã vẽ sẵn ở đây rồi. Vùng kháng cự ở đây thì cái cổ phiếu nó rất khó để nó tăng giá, rất khó để vượt qua vùng này. Mình nghĩ vậy. Đấy, đối với những cổ phiếu dòng ngân hàng. Liên Việt Postbank thì một cây tăng nổ vôn thì cũng rất là uy tín. Tuy nhiên ngày hôm nay là một cây test lại với khối lượng thấp. Thì cây này thì mình thấy là cảm thấy là rất là đẹp nha anh em nhá. Cây này cảm thấy rất là đẹp. Tuy nhiên là con cổ phiếu này nó đã có một đỉnh mà ACD rồi. Thì cái việc mà chúng ta mua ở trên vùng treo leo ở vùng trên này nó cần phải có sự tích lũy. Khi mà nó có sự tích lũy ở đây với khối lượng thấp cạn cung thì chúng ta còn xem xét để chúng ta mua trong cái nhịp sau. Còn nhịp này thì không còn những cái điểm mua để cho anh em mua nữa đâu. Đó. MBB cũng vậy nha anh em nhé. MBB thì đang tích lũy trên MA20 thì nó cũng chưa có gì nhiều để nói, bởi vì là nó cần phải có tạo ra những cái biên độ tích lũy ở đây, tích lũy sideways ở đây đã anh em nhé, thì chúng ta mới 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 mua được. Còn ở đây mình nhìn cái flat May của nó ở cái đoạn là 17.2, 17.3 này thì cũng rất cẩn thận là nó sẽ có những cái nhịp nó quay về nó test lại cái điểm flat đấy nhá, nó dễ bị hút về đấy. Thì anh em cũng hết sức cẩn thận đối với những cái cổ phiếu mà nó đang có cái thế như này. Và ở đây chúng ta thấy một điều đó là cái đường Tenkan nó đã cắt cái đường Kijun xuống dưới rồi. Thì đây cũng không phải là những cái dấu hiệu đẹp cho một cái cổ phiếu mà nó có thể tăng giá. Và ở đây chúng ta thấy GQ nó đã bắt đầu chui đường giá. Nó mà đi xuống dưới như này thì rất có thể là cổ phiếu sẽ bị giảm giá. Nhưng anh em nhé, thì anh em cứ vận dụng các cái phân tích kỹ thuật vào để anh em đánh giá một cổ phiếu. Đó, như MBB này thì mình nghĩ rằng anh em nào mà đã mua rồi thì chúng ta nên tiến hành chúng ta canh những cái điểm mà nó có thể tăng lên vùng 19 cộng trừ chúng ta chốt lời. OCB hôm nay tiếp tục là một pha tích lũy ở đây và chúng ta thấy là khối lượng của nó đang cạn kiệt. Thì như nhìn như cái cổ phiếu này ấy, nó đã vượt qua cái đỉnh rồi thì cái con này thì chúng ta còn có thể xem xét được. Tuy nhiên ở đây là cái vùng kháng cự khá là dày, nó tương đương với cái vùng kháng cự 1060 đến 1080 của thị trường ấy. Thì khi mà OCB mà vượt qua được ấy, thì mình nghĩ rằng thị trường nó mới vượt qua được. Còn đối với những cái nhịp mà nó tích lũy như này, cả dòng ngân hàng nó đều đang tích lũy ở trên đỉnh cũ nha anh em nhé, cả dòng ngân hàng nhé, thì chúng ta hãy cùng để ý xem những cái phiên giảm, xem những cái phiên giảm ấy, những cái dòng này nó sẽ vận động ra sao. Đó, SHB thì anh em có thể thấy là con này nó lên chạm một kháng cự ở vùng này thì bắt đầu nó giảm xuống, thì bây giờ nó đang tích lũy trên MA20 thôi, cũng chưa có gì nhiều để nói. Và con này điểm mua thì theo mình là chưa chưa có điểm mua. Mua ở đây là cái vùng mà rủi ro ấy. STB cũng vậy nha, anh em nào mà có hàng thì anh em nên 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 theo hướng là chúng ta chốt lãi thì hơn. Với cái thế như thế này, với những cái nến mà bị bán từ trên xuống rất mạnh như thế này thì chúng ta cũng không nên giữ nhiều cổ phiếu này làm gì. Nếu mà anh em chưa muốn chốt hết thì anh em chốt 50% cho nó an toàn nhá. VIB hôm nay lên gặp kháng cự bị bán ngược xuống anh em nhé. Thì những cái cổ phiếu này nó cũng chưa có những cái điểm mua đâu, chúng ta không mua được ở những cái phiên treo leo như thế này. Nó tăng 2,49, hôm nay nó tiếp tục tăng 2,67, tuy nhiên lên gặp cái vùng kháng cự ở trên, nó không có sự tích lũy ở vùng kháng cự trước mà nó chạy thẳng lên vùng kháng cự ở trên, thì bây giờ nó cũng bị cái yếu tố mà nó bán ngược trở lại. Thì những con cổ phiếu như này có khả năng nó sẽ điều chỉnh xuống test lại MA20 nha anh em nhé, nó sẽ có khả năng xuống test lại MA20 đấy. Vietcombank thì hôm nay là một con kéo chỉ số của thị trường thì nó đang tăng rất là kinh khủng. Đó. Thì như cái cổ phiếu này ấy, thì chúng ta thấy là để mà mua một con kéo chỉ số thị trường ấy, khi bây giờ nó có thể tăng nhá, nhưng mà khi mà thị trường giảm ấy, thì nó sẽ là những cái con mà lôi thị trường quay ngược trở lại. Đó, vì thế rất là rủi ro khi chúng ta mua ở những điểm mua chơi về ở đây. Trên này là vùng kháng cự, anh em nhá, trên này là vùng kháng cự. Vì thế nên là chúng ta sẽ không mua cổ phiếu ở đây khi nó chưa có sự tích lũy. Mọi người thấy này, nó đánh rất là khó chịu, nó tích lũy như thế này thì làm sao mà chúng ta ai cầm nổi cái cổ phiếu đó. Và bây giờ nó tăng thì chúng ta nhìn thấy thôi, nhưng mà mua ở cái vùng mà tích lũy thì không, chúng ta không thể mua được. VPBank là một cái phiên bị bán ngược trở lại này. Và ngày hôm nay những cái cổ phiếu dòng ngân hàng giai đoạn này ấy, mình thấy là nó kéo điểm chỉ số là chính, chứ còn cái vận động của nó nhìn nó rất là khó nhìn anh em nhá. Biên độ dao động lỏng như này thì không thể mua được. APG sau những cái nhịp tăng thì hôm trước nó cũng đã có một cái phiên gãy khỏi MA20, thì anh em nào có hàng thì chúng ta bán hết cổ phiếu này đi nhá. Gãy khỏi MA20 rồi thì chúng ta sẽ không cầm cổ phiếu nữa. APS thì cũng thế rồi, cũng
rơi xuống khỏi MA20 rồi. BSI cũng thế, nói chung là dòng chứng khoán chưa có gì tích cực trong giai đoạn này. HCM thì vẫn giữ lại được MA20. Tuy nhiên nếu mà lên đây mà tạo thành một đỉnh nữa đi xuống thì nó sẽ thành hai đỉnh. Và ở trên cái vùng này chúng ta cũng không có kỳ vọng nhiều, bởi vì đây là một cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu. Vì thế anh em cần phải lưu ý là chúng ta nên mua bán ở tại điểm nào. Những cái điểm này thì chúng ta không nên xuống tiền nhé. Những điểm này chúng ta không nên xuống tiền bởi vì vùng kháng cự nó khá là mạnh. VCI cũng vậy nha anh em nhé, cũng đang tiệm cận vùng kháng cự rồi. Khi mà cổ phiếu hoặc thị trường tiệm cận vùng kháng cự thì chúng ta không nên mua bán tại cái vùng đó. Chúng ta hãy chờ đợi đó, này chờ đợi cái những cái phiên mà tích lũy cạn cung, nó tích lũy được cơ, xong nó có phải cạn kiệt về cái khối lượng bán cơ, thì lúc đó chúng ta mới nên xem xét chúng ta mua. Về VIX thì chả có gì. VND cũng thế này, VND tích lũy ở MA20 và đã bị mất MA20 rồi thì khả năng nó sẽ tìm về cái những cái vùng đó là 13.7, 13.8 đối với VND. SPS cũng thế này, cũng mất MA20 rồi. Dầu khí chúng ta có BSR. Cổ phiếu như BR thì anh em có thể nhìn thấy là nó đã chạm cái vùng kháng cự rồi. Những cái cổ phiếu này nó đều đang tích lũy MA20, và cái con cổ phiếu như BR thì mình còn có kỳ vọng hơn, bởi vì là nó có hai đáy MACD rồi. Nó đang có hai đáy MACD anh em nhé. Nếu mà con này, nhưng mà nhìn cái thế mây như này rất khó để vượt qua, nó có thể nó sẽ tăng lên để nó chạm 15.5 cộng trừ. Cái giai đoạn này cái dòng tiền nó yếu nên là chúng ta thấy là cái việc mà cổ phiếu nó tăng giá nó rất là khó. Nhưng mà nếu mà nó cứ loanh quanh ở đây mà tích lũy được cạn cung thì chúng ta thấy là có khả năng nó sẽ bứt phá được. Đối với BR bứt phá lên cái vùng đó là vùng 15.5 cộng trừ. CNG là cũng là một cái cổ phiếu mà anh em có thể chú ý được nhá. Cổ phiếu này cũng đang chuẩn bị tạo đáy thứ hai rồi. Khi mà nó vượt được cái đỉnh phía trước này thì có thể là nó sẽ có hai đáy. Nó có hai đáy thì lúc đó nó có những cái nhịp nó tăng tăng tiếp theo. Đó thì anh em cứ để ý những cổ phiếu như CNG đã một đỉnh rồi, đây hai đỉnh rồi, đây cũng hai đỉnh ở chặt giờ rồi. Nói chung là điểm mua bây giờ nó cũng không được đẹp lắm nhá, nó đang gặp kháng cự ở đây. Có thể chúng ta kỳ vọng nó lên 25.2 hoặc là 26 đó, loanh quanh cái vùng đó, biên rất là ngắn. Con PET này thì cũng đang bám MA20. PET thì nếu mà tạo được hai đáy MACD thì cũng rất là đẹp anh em ạ. Cái cổ phiếu mà dòng mà bán lẻ thì mình thấy là giai đoạn này nó đang chững lại MA20, nó cũng chưa tăng được nhiều. Thì con PLX này, của dòng dầu khí này là con nó chạy trước và nhìn cũng khá là đẹp anh em nhé. Power thì được một phiên tăng thì hôm nay lại chững lại rồi. PVC thì còn khá hơn các cổ phiếu khác, có thể nó sẽ quay về test MA20. Xong bắt đầu đây, cái con BSR nó cũng dạng kiểu con này này, lên chạm flat mây cái lại đi xuống test MA20, có thể lên bắt đầu tích lũy ở trên cái vùng này, tích lũy ở trên vùng này này anh em này, có thể nhá. PVC sẽ tích lũy trên vùng 13.5 cộng trừ. Đây, vùng này 13.5 cộng trừ thì có thể nó sẽ có những cái nhịp tăng phía sau về những cổ phiếu dòng dầu khí. Con này chúng ta được hai đáy MACD rồi nhá. PVC được hai đáy MACD rồi. PVD thì không được đẹp lắm bởi vì là con này nó đã tăng rồi và bây giờ nó đã có hơi hướng nó tạo đỉnh nhá, nó đã có hơi hướng tạo đỉnh thì nó rất dễ là nó sẽ bị hút về những cái flat ở dưới này. Nó sẽ bị hút về những cái vùng này. Đó, anh em cũng nên cẩn thận khi chúng ta cầm cổ phiếu này quá lâu mà nó không tăng được giá. PVT như mình nói nhá, PVT sau một cái phiên mà gãy chen ấy thì ngày hôm nay nó quay lại test MA20, thì ngày hôm nay đây là cái cơ hội để cho anh em bán cổ phiếu nha anh em nhé. Thì hôm qua như cái video mình đã phân tích ở cuối tuần ấy thì những cái nhịp như này là những cái nhịp để anh em bán cổ phiếu. Đó, đó không phải là cổ nhịp anh em có thể mua cổ phiếu đâu. Và dòng bất động sản thì chúng ta thấy là có những cổ phiếu như Shell này, CII này, CII thì đang bám, à hôm nay xem nào, một đáy này, hai đáy này. Ở CII thì nhìn còn khả quan anh em ạ, con Shell thì là đang tạo đỉnh, còn CII là con này đã đang tạo đáy nhá, tạo đáy có thể nó vượt qua đây, nó vượt không thì sẽ có những cái nhịp mà nó lên test lại cái đỉnh cũ đấy, cũng có thể có trường hợp đó xảy ra. Đó, CKG thì con này đang gãy chen thì không chơi anh em nhá, CSC thế ạ. Đích cũng chưa có những cái điểm để chúng ta tham gia đâu. DRH này quay xuống test MA20 rồi. Đấy, lên chạm flat cái rơi xuống ngay. DG thì gãy rồi. Gãy khỏi MA20 cây nến thứ hai rồi. HAR đang bám này. Con này thì cũng chưa có gì hay ho đâu, đang tạo một đỉnh rồi này.
anh em cũng đừng đừng tham gia bộ nha anh em nhá. Những cái nhịp như thế này rất dễ là mình nhảy vào cái là cổ phiếu nó giảm đấy. HDC, HDC cái thế mà hình rất khủng hoảng, qua đây vượt ngon này. HDG, HDG đang tích lũy. HPX ngày hôm nay có nhịp tăng đó, nó kéo M20 đi xuống ấy. HQC cũng chưa có gì nhiều nói, hút thì cũng gãy khỏi M20 rồi. IDC vẫn đang loanh quanh M20 thôi đấy, con này mãi nó chưa vượt được, nó tạo thành hai đáy đâu. Chúng ta cứ theo dõi đấy, nếu mà nó giữ được đây mà lấy lại M20 mà nó nằm trên M20 ấy, một thời gian ấy, thì chúng ta còn quan sát lại nó nhé. KBC này, KDH này, KDH thì M20 đang cắm xuống, nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể thấy là nó đang cái thế này thì mình cũng không thấy đẹp lắm. 577 à, 577 có hai đáy MACD rồi, thì con này nhưng mà nhìn cái mây là rất là khó, mọi người thấy chạm mây cái đi xuống này, vẫn tích lũy trên M20 thì có thể nó sẽ lên test lại cái vùng đó là vùng 13.914 một lần nữa đó. Còn riêng con Nam Long này thì chúng ta thấy là có hai đỉnh nhá, con Nam Long có hai đỉnh MACD rồi, thì con này có hai đỉnh thì nó rất là xấu anh em ạ, có hai đỉnh thì rất là xấu rồi nhá. Thì bắt đầu nó đang rơi, đang gãy đây, gãy đây vol nó nhỏ nhưng mà nó là một cái loại mà có hai đỉnh rồi thì chúng ta cũng nên tránh xa nó ra. Novaland này, VRE này, Vinhome này, TDH này, phân bón hóa chất thì ta xem những con như BFC, những cổ phiếu dòng phân thì nó đang tiếp tục nó tích lũy ở dưới, nó tích lũy ở dưới M20 thì nó sẽ là không được đẹp lắm nhé đối với những cổ phiếu dòng phân. BFC, CSV cũng đang bám M20, DCM cũng xanh nhưng mà cũng đang loanh quanh ở đây. Những cái con dòng phân này thực ra ấy, mình thấy là nó chưa bị gãy chen anh em ạ, nó chưa bị gãy chen đâu. Đây mọi người thấy này, những cái con này ấy, nó cũng chưa bị gãy chen đâu đấy, mọi người thấy là nó cứ test test cái đường trendline ấy, nó lại vùng lên đó. Có DPM này, DPM này thì gãy chen thật sự. DPM nhá, con DPM thì mình vẽ chen cho mọi người xem nhá. Đấy, con này là bị gãy chen ở cái phiên này rồi. Khi mà gãy chen như thế này thì chúng ta sẽ không cầm cổ phiếu nữa, và nhìn ở đây thì chúng ta thấy là hai đỉnh MACD rồi nhá. DGC thì lại khác, DGC ở đây thì chúng ta thấy là tăng lên xong lại ngụp xuống. Tuy nhiên thì nhìn cái con này ấy, nó đang test lại cái phần bụng mây đó, nó đang test lại cái phần bụng mây, nếu mà thủng bụng mây thì chúng ta lại bán nhé. Đấy, xuống đây là cái vùng hỗ trợ của nó ở vùng 55 đó. Thì nếu mà cái dáng như thế này thì mình nghĩ rằng một là nó sẽ phải tích lũy trở lại nhé. Đối với DGC thì chúng ta thấy là cái phần cung ấy nó cạn kiệt đi rồi. Mà đợt này thì mấy ông DC là mua xong bắt đầu cứ giao dịch liên tục, cứ bán cổ phiếu ra liên tục để cong gom từ tháng 12 mà. Đây, gom tháng 12 bây giờ cứ đi cắt lỗ mấy ông Dragon Capital ấy, bán liên tục last đấy. Mọi người thấy là dòng phân này thì mình thấy là vẫn chưa gãy chen anh em nhé, chen chen line nó vẫn còn giữ, nó vẫn còn giữ chen tăng, không phải là gãy. Dòng thép là HPG, HPG là có những cái nhịp mà nó tiến lại cái vùng đỉnh cũ rồi, thì anh em nào mà có hàng thì chúng ta nên bán ra tại đây nhá, chúng ta nên bán cổ phiếu đi, bởi vì là nó đã có một đỉnh MACD rồi, nếu lên đây nó làm thêm một đỉnh nữa thì rất là khó để xử lý, anh em có thể là mất hết lãi đấy. Đó, thì đó là lời khuyên của mình đối với cổ phiếu của dòng thép. HFG nữa này, đây là đều có một đỉnh hết, lên đây vù lên cái làm hai đỉnh thì thôi nó lại giảm. NKG, những cổ phiếu dòng thép này thì nhìn nó tương đối là nó tích cực, nhưng mà thực ra là nó cần phải tích lũy để nó phá cái phân kỳ âm này đã. Nó phá phân kỳ âm này đã thì nó mới tăng được, hoặc là nó tăng vọt lên ấy để nó phá luôn phân kỳ âm thì chúng ta mới kỳ vọng được những cái nhịp tăng phía sau của nó, chúng ta mua ở những nhịp mà khi nó tăng luôn. Còn bây giờ nó đang có dấu hiệu hai đỉnh rồi thì chúng ta nên cẩn thận anh em nhé. Đây này, dụ mà tăng vù cái lên đây này, vượt qua thì nó sẽ phá và nó vượt qua đỉnh nhá. Như VGS này, TLH này. Đấy, những con này mà chưa có đỉnh chúng ta có thể chú ý được, nhưng mà có đỉnh rồi thì thôi. DG1 này, FRT, dòng bán lẻ thì chưa có gì hay ho. Bán lẻ mình thấy có mỗi con FPT, anh em có thể chú ý được anh em ạ. FPT nhá, mọi người có thể chú ý được con FPT. Đó.
MSN thì cũng không đẹp bằng, có con PNG nữa. PNG thì mọi người cũng có thể chú ý được. Nếu mà tăng lên đây phá được phân kỳ âm thì ok, còn nếu mà tạo thành phân kỳ âm thì thôi. À, còn một vài cổ phiếu dòng bảo hiểm nữa anh em ạ, một vài cổ phiếu dòng bảo hiểm nhá, thì chúng ta thấy là nó có những cái nhịp tăng và bây giờ nó chững lại đó. Chúng ta có thể để ý được, ví dụ như con BMI, BMI mình thấy rất là khỏe này, có thể nó vượt qua đây đây nhá, nó mà tích lũy được đến đây này, nó mà tích lũy được như này xong nó vượt qua phần này thì khá là ok đó. BMI thôi, có mỗi BMI thì mình thấy khá là đẹp. PET, PET cũng cũng tích lũy ở M20 rất là đẹp nhá. Con này mà lên đây tạo thành hai đáy MACD đi lên thì khá là đẹp đấy. Nhưng mà bây giờ nó chưa có động lực tăng bởi vì thị trường của chúng ta tiền yếu quá. Thủy sản ACL này đang bám M20, có con ANV, đội này chỉ có ANV. ANV như mình mà có con này thì nó đang lên cái vùng kháng cự mạnh rồi, lên đây này, lên vùng 29.5 cộng trừ ấy, thì như mình sẽ bán cổ phiếu đi, mình sẽ không cần thêm nữa. CMX này, thủy sản này, những con này có thể nó manh nha là nó sẽ tăng nhá anh em nhá. Nhưng mà dòng thủy sản thì mình thích đánh mỗi con ANV và con IDI, hai con này đánh rất là thích đó. ASM này cũng không hay lắm. CMX thì con này tăng yếu, con này tăng rất là yếu anh em ạ, nên là anh em cũng nên lựa chọn nhá. Dệt may có TNG, một đáy hai đáy này tăng lên này, đây tạo thành ba đáy à, đi lên thì đẹp. VGT à, có dòng nữa chúng ta có thể để ý đó là dòng đầu tư công, là chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu nó đã có dấu hiệu nó tạo hai đỉnh nhá anh em nhá. Đây này, ta có thể thấy là con BCC này, đây là một đỉnh này, đây có thể hai đỉnh này, thì anh em thấy là cái việc mà nó tạo đây một đỉnh này, đây hai đỉnh này đó. Nếu mà nó như thế này mà nó cứ tích lũy như này mà phân kỳ MACD nó đi xuống ấy, nó phá được phân kỳ ấy, thì nó tạo đáy thì nó lại đi lên. Còn nếu mà bây giờ cái trường hợp nó mà tích lũy như này, mọi người thấy nó đang tích lũy trên flatway không đấy, nó mà rơi xuống thì nó rất dễ là nó quay về nó test M20 nha anh em nhé. Đối với cổ phiếu như BCC, anh em nào cầm thì anh em nên chú ý, nếu mà có những động thái gì mà không không đẹp ấy, thì chúng ta cần phải thoát khỏi cổ phiếu ngay. VCG cũng thế nhá, VCG là một cổ phiếu mà có hai đỉnh MACD rồi, đây này mọi người thấy đây, một đỉnh này, hai đỉnh nhá, hai đỉnh mà đang đỉnh này như này nhá, đỉnh ngang bằng nhau, còn ở đây thì có hai đỉnh MACD, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nhá. Đây là phân kỳ âm, và phân kỳ âm thì rất có thể là nó sẽ có một nhịp chỉnh nhẹ, trong chạc giờ thì nó sẽ có nhịp chỉnh nhẹ anh em nhé, còn đâu nó sẽ tích lũy trên cái flat này thì rất là tốt đó, có thể nó sẽ về test M20 tại vùng 17.5 cộng trừ. Thì đó là những cổ phiếu như VCG, HHV này anh em này, nó về test lại cái vùng 10 điểm cộng trừ, khi nó tăng lên nó có thể nó về test HHV. Những cổ phiếu này cũng rất là đẹp, một đáy hai đáy, hai đáy đi lên này rất là đẹp nha anh em nhé. KSB này về test này, tích lũy trên flat này. Đó, đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể chú ý được, dòng đầu tư công vẫn có thể chú ý được. LCG đó. LCG quay về test lại cái vùng 7.98 này, vùng 8 này cộng trừ này. C4G. C4G quay lại test cái vùng 14.47 thì vẫn đang tích lũy ở đây thôi. Thì cái mây phía sau của nó nhìn cũng khá là đẹp anh em ạ, mây có thể mây xu hướng tăng. DPG anh em có thể chú ý được, đây là những con mà tăng đầu tiên này. DPG là những con đang tăng đầu tiên, tuy nhiên con này nó đang bị chững lại. CTD thì ngày hôm nay là nó cũng giảm nhẹ thôi, nó vẫn đang loanh quanh ở cái vùng vùng 20. Đó là đầu tư công. Còn anh em nào mà đây này, những cổ phiếu mà chúng ta có thể chú ý có dòng điện nữa anh em ạ, dòng điện này, GEG này, những cái cổ phiếu mà nó đang tạo những cái biên độ mà nó tích lũy trở lại, tích lũy trở lại anh em nhé. RSI cũng đang đi xuống rồi. Đó, những cái cổ phiếu dòng điện này mình đang thấy mạnh hơn thị trường này. Dòng than thì chúng ta có thể thấy con núi béo NBC có thể chú ý được nhá. NBC này, điện có NT2 thì thôi, con này thì không chơi nhá, con này hai đỉnh rồi. PC1 này. Đó, anh em có thể chú ý những cổ phiếu này. Đó, nếu mà nó tích lũy ở được vùng flat thì có thể là nó sẽ có nhịp tăng đấy.
Đây, tích lũy ở đây, nhưng mà cung phải cạn nhé, cung phải cạn thiệt đi xuống cơ. Dòng than thì chúng ta có thể chú ý NBC này hoặc là TVD. Đây là hai cái con cổ phiếu mà dòng than chúng ta có thể chú ý được mà mình thấy cũng khá là ok ấy. Thì anh em nào theo dõi nó đi. QTP dòng điện này, RI con RI không tăng này. Đợt này dòng điện chúng ta chỉ chú ý GEG này, PC1 nhá. Và con xem nào, con Pau này thì nặng lắm. QTP đấy, có thể chú ý mấy con này, ba con này, xong rồi hai con than nhá, TVD và NBC, anh em có thể chú ý những cổ phiếu này. Hàng không thì hôm nay anh em thấy là con HVN. HVN thì vẫn chưa lên được đỉnh cũ nhưng mà MA20 nó đang hướng lên. Ngày hôm nay vôn vào rất là tốt nhờ có cái thông tin mà mở cửa ở Trung Quốc ấy. Thì ngày hôm nay nó có nhịp trần nhưng mà nó cũng không thực sự là trần được. Vì thế là chúng ta nên theo dõi đâu. VNA không xem. HAH thì cũng khá là vẫn là ổn nhá. Con này vẫn tích lũy trên MA20 nhưng mà toàn cây nến đỏ thôi. Thì đoạn này là mây khá là phẳng thì khả năng nó cũng chưa tăng giá được đâu. GMD lấy lại MA20 rồi nhưng mà vùng trên này rất là dày. Nếu mà có một đỉnh rồi, con này không đẹp bằng những cái con như HAH đâu. HAH mình thấy đẹp hơn. Đó. Thì anh em cứ chú ý những cổ phiếu nhá. Ủa, con VIP để dụng luôn này. Đó, cũng chú ý con này hai đỉnh rồi. Đó, không chơi. Đó. Thì anh em chú ý những cái cổ phiếu mà mình vừa tư vấn cho anh em nhá. Có thể anh em nào mà muốn tham gia Zoom khách hàng VIP của Công Dũng để đồng hành với mình cho vui, anh em có thể giao lưu với nhau. Thì anh em hãy chuyển ID về ID của Công Dũng quản lý nhé. Và mọi người có thể liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo đang chạy ở trên màn hình. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tham gia Zoom khách hàng VIP một cách đơn giản dễ dàng nhất. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi hết video của Công Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.